Xin chào các bạn, hôm trước thì mình đã đấu một ván cờ nhanh với cao thủ Đức Elo 1056. Vì cao thủ Đức đã bị trừ 8 Elo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn trận đấu phế xe ngoạn mục của mình. Trước tiên đối thủ chơi D4, mình chơi D5, đối thủ chơi E3, mình đi mã F6. Đối thủ lên tốt C4, lên tốt E6, lên tượng, chiếu. Mình nhập thành, đối thủ ăn, mình lấy tốt lên. Đối thủ lên tượng, đối thủ đã rất phí nước khi mất 2 nước để lên tượng. Mình lên tốt H6. Đối thủ lên mã F3, mình lên tượng, ghim. Mã, đợi tốt, về tượng, đẩy, về. Ăn lên mã tấn công tốt, mình lên vua giữ tốt. Lên hậu C2, hai quân tấn công tốt này. Nếu mình qua hậu đây thì sẽ bị mất tốt này, cho nên mình quyết định lên mã chặn. Đối thủ đổi lấy tốt lên, lên đối thủ lấy hậu lên tốt, mình lên hậu F6 tấn công tốt F2. Đối thủ thấy con tốt này không có bảo vệ nên đối thủ đã ăn luôn. Mình ăn vào F2 chiếu. Đối thủ một nước bắt buộc là vua D1. Mình ăn tốt E3. Mình đã quyết định phế xe A8 để tấn công vua. Đối thủ ăn xe A8. Đoạn này mình nghĩ nên lên xe đây thì có thể chiếu hết. Mình ăn tốt D4 chiếu. Đối thủ qua vua C1. Mình qua hậu chiếu. Đối thủ lên vua, mình xuống hậu chiếu, đối thủ lên vua, trận này mình rượt vua, hậu mình chiếu tiếp, đối thủ lên vua, đoạn này mã mình lên đây chiếu bắt hậu thì sẽ hay hơn là lên mã C6, vì hậu ăn về, mình qua xe chiếu, thủ qua vua, về hậu chiếu bắt mã. Đối thủ có một nước trống là mã về C4. Mình lên xe đổi hậu. Đối thủ ăn xe mình là đổi về thế cờ. Hai xe, một mã, trống, một hậu. Rồi lên vua. Mình đẩy tốt lên. Qua xe. Vào hậu. Rồi lên mã. Mình ăn hậu vào B2. Đánh công đôi. Đối thủ xuống vua, mình ăn mã. Đối thủ xuống vua, mình chiếu. Đối thủ lên vua A6, hậu A8 chiếu. Hậu A5 chiếu, mình chiếu liên tục. Nếu đoạn này mình chiếu đây thì vua tiếp tục A6 thì cờ sẽ hòa. Cho nên mình xuống vua tấn công tốt. Đối thủ qua xe, mình bắt tốt. Mình bắt được con tốt và mình đã có 3 con tốt không, rất là mạnh. Đối thủ ăn tốt. Mình đẩy tốt lên để mà không cho vua tấn công. Đối thủ về xe, tấn công tốt. Mình tiếp tục đẩy tốt lên. Đối thủ qua xe, tấn công tốt. Mình đã chiếu hậu. Và đòn này là đòn tấn công đôi theo hình tam giác. Mình đã ăn hơn được quân xe và chuyển về thế cờ xe đấu hậu. Đủ để tốt lên. Đoạn này thì mình cũng có thể bắt tốt qua đường và chiếu. Mình lại không ăn. Mình đẩy tốt xuống. Mình qua xe, mình đẩy tốt xuống. Đối thủ đẩy tốt xuống. Phong hậu. Mình qua hậu. Chống tốt xuống. Đủ xuống. Mình phong hậu. Đối thủ ăn, mình lấy hậu ăn, chiếu. Lên vua, mình lên hậu, chiếu. Đối thủ lên vua, mình ăn hậu vào tốt. Đối thủ lấy vua ăn sang. Đoạn này thì mình đẩy tốt xuống phong hậu rồi. Đối thủ thấy không thể chống đỡ được nữa nên đã chịu thua. Trận đấu này hay ở phần khai cuộc vì mình đã thí quân xe tấn công vua.
Giờ mình sẽ đấu một trận 3 phút. Không, 5 phút nha. Mình sẽ phân tích. Mình sẽ chơi E4. À, khai cuộc Scandinavia. Mình sẽ chơi Tennyson Gambit. Không biết cao thủ Mỹ có bị dính bẫy Tennyson Gambit không? Tốt ăn thì tượng sẽ ăn lên. Rồi, dính bẫy rồi. Rồi, dính luôn. Đối thủ của anh thì sẽ bị mất hậu vì tượng đã kiểm soát OE8 rồi, vua không thể về giữ tượng giữ hậu được. Đối thủ chắc phải xin thua thôi. Và vua không an toàn nữa. Đây là đặc điểm của bẫy Tennyson Gambit. Ok, tượng E4 tấn công giữ tốt này, tấn công tốt và giữ tốt này. Mình có nhiều thời gian nên mình sẽ tính hậu chiếu vua về. Hậu chiếu. Không, mình sẽ nhập thành cho an toàn. Ok. Vua F7 thì mình sẽ qua hậu đi chiếu. Vua đây. Ok, sẽ để tốt lên. Cho tượng rời khỏi đường chéo này và mình sẽ ăn tốt B7. Lại lên tượng thôi. Mình sẽ phát triển quân bình thường và lợi dụng lợi thế. Mình sẽ phát triển xe sang đây. Ok, trước kia mình sẽ lên đây, lên mã đây, đối tượng và có thể ăn tốt B7 tấn công đôi. Ok, mình đã bắt tốt rồi.
con mã và tung đòn Israel tốt này. Không, tấn công tốt này. Ăn vào đây, mình ăn xe, xe ăn đây chiếu F1, ok cũng được. Cao thủ Mỹ chắc sẽ thua sớm. Ok, để tốt lên. Mình ăn được tốt này thì tự ăn về. Mình sẽ chiếu đây. Chiếu bắt tốt. Mã đây E8 chiếu F5. Vua F5 thì mình sẽ kê bắt về tốt này nè. Buộc vua đây, mình sẽ tính cẩn thận. Nếu như chiếu tiếp thì khả năng nó sẽ hòa. Chiếu đây, vua sang. À, chiếu đây thì họ ăn về. Ok, được á. Chiếu đây thì mã ăn về. Vua mình thì có thể lánh lên đây. Chiếu tiếp thì mình sẽ lên vua. Ăn xe vào tốt thì mình sẽ đối thủ đang hết thời gian. Mình mất mạng đi. Mình sẽ chiếu, sau đó móc xe vô. Trời, chết tôi rồi. Ok, đối thủ hết giờ. Tạm biệt các bạn.